Chất lỏng làm nên đại dương và len lỏi vào những hố sâu vô tận. Chỉ một số sinh vật dám mạo hiểm đi vào những khoảng không vô tận dưới đáy đại dương bao la ấy. Hầu hết cư dân của biển cả sống ở các thành phố giống như xã hội loài người. Chúng rất gần gũi với nhau, giống như những người hàng xóm vậy. Và đương nhiên đôi khi cũng có cả những kẻ thuê nhà khó ưa. Cả những tên trộm cướp nguy hiểm rình rập ngoài rìa thành phố. Để có chỗ đứng ở đây, bạn phải tự trang bị cho mình tất cả những mưu mẹo và chiến thuật thông minh. Dạng san hô là cấu trúc lớn nhất trên thế giới. Chúng được xem như những khu đô thị đổ sộ dưới mặt nước. Hàng triệu loài sinh vật trú ngụ ở những thành phố này. Một vũ trụ với các lâu đài san hô và tòa tháp cao vút. Mỗi khu vực lại có thêm một tên trùm sỏ, cả khu phố thuộc về hắn ta. Không ai được phép xâm phạm. Một thành phố lớn điển hình với đầy ồn ào và náo nhiệt. Ngay cả con cá này cũng phát ra tiếng be be, nó tạo ra âm thanh này với bong bóng của nó. Hai con tôm hề nhỏ đang rỉa một con sao biển xanh. Nếu một con khác xuất hiện, nó sẽ biết thế nào là lễ độ. Một con tôm hề khác đang bận nhấm nháp miếng vỏ sao biển. Những con cá lịch đang bận cãi nhau. Một con cá mặt quỷ đang lướt dưới đáy đại dương. Tất cả mọi thứ tạo ra rất nhiều tiếng động. Một con cua võ sĩ hăm dọa tất cả sinh vật bơi ngang qua với hai con hải quỷ trong càng của nó. Ít nhất thì đám hải quỷ trông thật thanh bình. Nhưng thực sự nơi này có thanh bình không? Những con cá hề đang tranh giành nhau. Cuối cùng con hải quỷ này thuộc về ai? Con cá này rất khó nhìn thấy, nhưng lại rất dễ nghe thấy tiếng của nó. Cá đầu dẹt khổng lồ. Còn cá nóc khổng lồ đã nghe thấy tiếng gì đó. Đây là con cá đuối đang bỏ chạy. Sự xích mích giữa các thành viên của gia đình cá hoàng đế. Ai khỏe hơn? Và quan trọng hơn là ai nói to hơn? Hai con cá mao mặt quỷ ồn ào đang cố gắng tán tỉnh một con cái. Những âm thanh náo động của thành phố ở khắp mọi nơi, đặc biệt là khi một cấu trúc lớn đang bị phá hủy.
Mỗi sinh vật lại sống theo cách riêng của nó trong đô thị náo nhiệt này. Một số sẽ bơi lên phía trên, một số khác thì thực tế hơn sống trong cát dưới những rạn san hô. Những con cá phèn này là một ví dụ. Chúng cày bừa đáy đại dương và giữ các sinh vật nhỏ hơn trong kẽ răng của chúng. Chúng sử dụng râu của mình như những que dò mạch. Với những chiếc râu này, cá phèn có thể phát hiện ngay cả những điện trường yếu nhất, giúp chúng hướng về phía con mồi nhỏ. Đàn cá bống cũng nạo vét cát và ăn những gì chúng tìm thấy trong đó. Còn có một cách khác nữa để tìm mồi trong cát. Con cá đuối đốm xanh sử dụng cánh của nó như những chiếc sẻng và chúng sẽ luôn tìm được một thứ gì đó. Khi một sinh vật làm việc, những kẻ khác chỉ đứng chầu và ăn những gì còn sót lại, có thể là một mẩu cua hoặc một con trai. Bạn phải thật quen thuộc với khu vực này mới có thể tìm được miếng mồi ngon. Con cá bò giáp lợi dụng dòng chảy mạnh của nước để thổi bay cát đi, khiến những gì ẩn bên dưới lớp cát đều lộ ra. Những kẻ săn mồi khác nhanh chóng cướp lấy con mồi cần thiết. Con cá bò giáp như một sĩ quan chỉ huy và hầu hết cư dân trong rạn san hô đều bị nó đe dọa, ngoại trừ vị khách lạ mặt không biết sợ này. Trong mọi trường hợp, tốt nhất vẫn nên giấu mồi dưới cát. Không dễ dàng gì đối với con cá nhỏ tồn tại trong một thành phố lớn. Bên cạnh nó luôn có những kẻ với ý đồ xấu xa và nó phải vô cùng cẩn thận để không trở thành mồi của chúng. Ví dụ như những con cá bàng chài đầu đen này. Chính vì vậy, những loài cá nhỏ nhất trong rạn san hô sẽ an toàn hơn khi bơi thành đàn. Rất khó để nhắm vào một chú cá nhỏ. Vì thế, những kẻ săn mồi thường hay vớ đại và rồi ra về tay trắng. Bám theo đám đông luôn là sự lựa chọn an toàn, vì những kẻ xung quanh sẽ dễ dàng bị sao nhãng trước quá nhiều con mồi xuất hiện cùng một lúc. Còn cá nóc dễ dãi này dù sao cũng không có cơ hội ở đây. Cách tốt nhất để bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi là trở thành thành viên của một đàn cá. Những con chậm chạp sẽ bị phớt lờ, không có gì nguy hiểm cả. Tuy vậy, ẩn mình trong đàn cá tiềm tàng những mối nguy hiểm khác. Trong 1.000 con cá, con nào cũng có thể trở thành mục tiêu và 999 con còn lại sẽ vẫn yên ổn. Vậy còn những kẻ cô độc hoặc những cặp đôi thì sao? Những con cá ngựa là ví dụ điển hình. Chúng ngụy trang giống như những nhánh san hô mà chúng đang bám vào. Hình ảnh này còn khó để nhìn ra hơn nữa. Con vật đang nấp ở đâu? Chỉ có đôi mắt là bị lộ trong màn ngụy trang của con cá kèn đỏ này. Những con cá ma làm mọi cách để ngụy trang cho bản thân. Cặp đôi này không thể tách rời. Con cái đang mang bụng trứng. Chẳng bao lâu nữa, con đực sẽ thụ tinh cho trứng. Chúng cũng như những con cá bình thường khác, mặc dù có ngoại hình độc đáo.
Con cá này trông như một cọng cỏ biển sơ xác. Con cá gai đu đưa trong dòng nước. Đây không phải con quái vật, nó chỉ là một con cua nhện đang ngụy trang. Trang trí phần đầu bằng một con hải miên, việc này giúp nó đe dọa các kẻ săn mồi khác. Màn ngụy trang siêu hạng khác, một con cá thùng trông giống như hòn đá. Chỉ có phần mang là lật tẩy hòn đá này. Một cú vẫy vây cũng chẳng hề hấn gì, vì con cá này biết nó sẽ không bị thương, mà chỉ bị đẩy ra xa một chút. Những người anh em họ của nó cũng cứng cỏi như con cá này. Loài cá bọ cạp, chúng nằm đó như thể đã chết, nhất là khi lũ cá xung quanh bị hoảng loạn. Và ngay cả khi lươn biển giao chiến với cá mao tiên để giành mồi, những con cá bọ cạp vẫn nằm im chờ cơ hội đến. Và rồi chúng lại ngay lập tức trở về trạng thái bất động. Điểm khác biệt duy nhất là nó dựng vây lưng có gai độc lên. Con cá đứng yên nhưng vũ khí đã được trang bị đầy đủ. Con cá cần câu lớn này là kẻ có cơ hội tuyệt vời nhất trú ẩn trong dạng san hô trên đồi cây. Con cá cần câu đang cảnh giác cao độ. Nó tiết ra một đám mây lớn để làm kẻ thù bối rối. Đây không phải là thời điểm để nó săn bắt mồi. Chiếc cần câu của nó đang nằm yên trên lưng, phần đầu màu trắng ở cuối cái cần là để thu hút con mồi. Con cá cần câu cảm thấy bị đe dọa bởi một cái gì đó. Cuối cùng, nó từ bỏ lớp ngụy trang và di chuyển ra xa bằng cách sử dụng vây để nổi lên. Ngay khi con cá rụt vây lại, nó chìm xuống đáy biển. Cá cần câu có đủ loại hình dạng và kích cỡ. Mánh khóe của chúng thật tài tình, sử dụng chiếc cần câu như một mồi nhử. Và tất cả những con cá tò mò sẽ trở thành bữa tối của nó. Rất nhiều loài động vật, kể cả những loài dưới biển sâu, giao tiếp với nhau bằng cách kết hợp âm thanh và cử chỉ. Mọi loài sinh vật đều phải tìm cách sinh tồn trong đô thị dưới đại dương này. Nhưng có vẻ như không phải bất kỳ ai trong số chúng cũng tự làm được điều đó. Cá bống tượng thỏa thuận với hai con tôm súng lục. Còn cá bống trông chừng mọi thứ trong khi lũ tôm xây tổ. Những viên đá lớn rất lý tưởng để bảo vệ tổ. Chúng là một đội giàu kinh nghiệm. Hai con tôm giữ liên lạc thường xuyên với con cá bống và thậm chí còn xoa bóp bụng cá. Cá bống sẽ trở nên lo lắng nếu không có những cử chỉ này từ tôm, còn lũ tôm cần một người gác cửa điềm tĩnh. Làm việc theo nhóm, đây là nơi hải quỳ sinh sống với các xúc tu độc của chúng. Bất cứ kẻ nào bị tóm bởi những chiếc xúc tu đó sẽ phải trả giá đắt hoặc mất mạng. Vì vậy, không một sinh vật nào muốn định cư ở đây. Con cá hề nhỏ là loài cá duy nhất biết cách đối phó với những xúc tu của hải quỳ. Chúng phủ lên mình một lớp chất nhờn của xúc tu hải quỳ và vì thế được bảo vệ khỏi chất độc. Cá hề an toàn ở đây và để đáp lại chúng cũng bảo vệ hải quỳ một cách tốt nhất. Đây có vẻ là một thỏa thuận hợp lý.
Tuy vậy, thỉnh thoảng hải quỷ sẽ kéo các xúc tu vào bên trong cơ thể hình cột của nó, khiến nhà của những con cá hề biến mất. Khi điều đó xảy ra, cá hề thường hoảng loạn và tìm kiếm đám hải quỷ khác để ẩn nấp tạm thời. Thật không may, con hải quỷ này đã bị chiếm. Và con tiếp theo cũng vậy. Điều này có nghĩa là cá hề phải chiến đấu với chủ sở hữu hiện tại của ngôi nhà. Đây là một mất mát lớn với những con cá hề. Chúng không thể sinh sản nếu không có hải quỷ. Cá hề cắn trứng vào đáy chân hình cột của con hải quỷ, giấu sau những chiếc xúc tu có độc. Cả con đực và con cái chăm sóc đám trứng, chúng quạt nước lên trứng, đôi mắt của các con non đã hiện rõ. Cá hề bảo vệ trứng của chúng rất cẩn thận. Cần cả bố và mẹ để bảo vệ đàn con và chúng chỉ đẻ trứng ở bụi hải quỳ. Tất cả sinh vật ở dạng san hô đều phải chăm sóc đặc biệt cẩn thận cho con của chúng, nếu không giống loài của chúng sẽ bị diệt vong. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả đều nỗ lực hết mình. Con cá bò này giấu trứng của nó trong một cái hố nhỏ dưới đáy đại dương. Điều này có nghĩa nó phải liên tục bảo vệ ổ trứng lộ thiên này. Thỉnh thoảng chúng thổi và quạt cho những quả trứng, nhưng chủ yếu là chúng để mắt đến những kẻ săn mồi. Cực kỳ nguy hiểm. Một con nhím biển đang tiến thẳng về phía tổ. Trứng phải được bảo vệ bằng mọi giá, nhưng bằng cách nào? Con cá bò dường như đang xem xét các giải pháp. Nhưng sau đó, nó cắn và tấn công con nhím biển. Nó cứ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi con nhím vỡ ra. Ruột con nhím biển lòi hẳn ra ngoài. Thêm vài cú đánh nữa, mối nguy hiểm đã được ngăn chặn. Không còn gì khó khăn cả. Hai con cá thia nhỏ bám vào một nhánh san hô, một cặp đôi xinh đẹp và không thể tách rời. Có vẻ như chúng đang có gì đó quan trọng để làm. Đây rồi, con cái đang đẻ trứng và đang đính chúng vào một nhánh san hô. Cá bố mẹ quét qua quét lại đám trứng để giữ chúng thật sạch sẽ. Hai vị phụ huynh bận rộn giữa thành phố. Cách đó không xa, vẫn loài cá thê biển ấy, những con cá này đang ăn trứng thay vì chăm sóc chúng. Mối ưu tiên hàng đầu của con cá thê này đã thay đổi, bản tính của nó đã không còn và nó không thể mang chỗ trứng này theo một mình. Vì vậy, nó ăn trứng của mình để thu về một chút chất dinh dưỡng. Có rất nhiều cách để con mình có một khởi đầu tốt, trong đó một số cách dễ dàng đến mức ngạc nhiên. Màn giao phối tập thể của cá cháp đen. Những con đực phóng tinh trùng nhiều đến mức tinh trùng của chúng tạo thành một đám mây che phủ cả bữa tiệc cưới tập thể. Vô số các cặp đôi không ngừng di chuyển, kẻ săn mồi sẽ rất khó tìm ra đàn cá trong màn mây mưa tập thể này. Bản năng khiến chúng giao phối theo cách này nhằm đảm bảo sự sống nhiều nhất cho giống loài của mình. Cá hồng y có cách bảo vệ con hết sức tài tình. Chưa phải là lúc.
cặp đôi này vẫn đang tán tỉnh và quyến rũ nhau. Chúng bơi vòng đi vòng lại. Chúng ta sẽ để chúng tự nhiên và chuyển sang một cặp đôi khác không mấy dịu dàng với nhau. Cá chày sống thành đàn và tổ của chúng ở rất gần nhau. Vì thế, cả đàn cá luôn được cảnh báo nhanh chóng mỗi khi có kẻ địch tiến đến. Cua ẩn sĩ luôn nhăm nhe trộm trứng của cá chày. Điều này khiến cho những bậc phụ huynh hết sức lo lắng. Con cua ẩn sĩ vẫn còn ở khá xa và còn đang bận làm gì đó. Hàng phòng ngự tốt nhất của cua ẩn sĩ chính là ngôi nhà nó luôn mang theo để tự bảo vệ mình. Những con cá chày đang dần mất kiên nhẫn. Tất cả chúng đồng loạt tấn công để đuổi con cua ẩn sĩ ra xa khỏi tổ của mình. Chúng đang đuổi con cua ẩn sĩ đi chỗ khác, nhưng lẽ ra phải ở lại với lũ con của mình bởi có một mối nguy hiểm khác đang tiến đến. Một đàn cá bàng chài chớp lấy cơ hội có một không hai này để tàn phá tổ của cá chài. Lũ cá săn mồi này rất nhanh, hung dữ và chiếm ưu thế về số lượng. Hầu hết chỗ trứng cá chày sẽ bị nuốt chửng. Một cuộc tấn công như vậy sẽ không thể nào xảy ra với cá hồng y, bởi chúng là loài nuôi con trong miệng và không phải canh chừng một cái tổ lộ thiên. Những con được giữ trứng ở trong miệng đôi khi lên tới 20.000 trứng. Một nhà trẻ di động. Chúng được an toàn khi ở trong miệng bố, trừ khi bố chúng bị ăn thịt. Ban đêm là khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Những thành phố dưới nước có nhịp sống về đêm hết sức sôi động với nhiều thứ hấp dẫn. Sao rổ đi ra và dừng bước ở dòng hải lưu, chúng là một loài sao giòn hoạt động về đêm. Với những cánh tay đầy móc nhỏ xíu, chúng lọc các sinh vật phù du ra khỏi nước để ăn. Một con sao lông rất quyến rũ. Nó đang trên đường di chuyển tới một vị trí tốt hơn để lọc sinh vật phù du. Con sên vũ công Tây Ban Nha này thậm chí còn uyển chuyển và quyến rũ hơn cả những con sao giòn. Chúng là một loại sên biển. Con cá nóc khổng lồ đang nghỉ ngơi và dành cả đêm lưu thiêu trên mặt cát. Trong khi các loài cá khác thích sự an toàn trong buồng ngủ của chúng hơn, giống như loài cá đuôi gai. Mọi người đều yên vị một cách thoải mái nhất. Con cá mó này chui vào cái kén nhầy của nó để chống lại những kẻ săn mồi. Cách sắp xếp chỗ ngủ của mỗi loài đều khác nhau. Con cá bò tội nghiệp này phải đứng canh bên tổ suốt cả đêm, không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Một số kẻ săn mồi rất khẽ khàng. Con ốc nón đã bắt gọn một con cá nhỏ. Con ốc chén rất nhanh và con mồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Đêm vẫn còn dài với đầy dẫy hiểm nguy và những nỗi kinh hoàng.
Đàn cá sư tử là mối đe dọa đối với cá hồng y. Cá sư tử hút con mồi của mình vào trong. Ngay cả khi chúng bị ngạt thở khi làm như vậy. Chúng đang quanh quẩn chờ thời cơ. Con cá hồng y này đang nằm gọn bên má con cá sư tử, tất nhiên là cả số trứng trong miệng nó. Cá sư tử không phải là loài săn mồi uyển chuyển nhất, bởi những bộ phận rườm rà và những chiếc vây xù xì. Nhưng đó là một phần của cơ chế ngụy trang của chúng. Chúng khó bị phát hiện hơn vì dễ dàng hòa lẫn với khung cảnh phía sau. Bên ngoài dạng san hô, cá sư tử đi săn thành từng đàn. Chúng lùa con mồi về phía nhau với những chiếc vây hình rẻ quạt. Chúng thường tấn công từ phía trên, dồn con mồi vào một góc. Đây thực ra không phải từ một vị trí khác, mà chỉ là nhìn qua ánh đèn màu khác. Những ánh đèn xanh đã hoàn toàn thay đổi vẻ ngoài của dạng san hô. Giờ ta có thể thấy những thể polyp san hô này có màu đỏ tươi và nổi bật so với xung quanh. Một góc nhìn mới lạ và thú vị về cách giao tiếp của các loài vật dưới đáy đại dương. Và bỗng dưng một màn phun trào bất thường. Trông như khói, nhưng thật ra nó là một ví dụ của sinh sản, một con hải quỳ thảm xanh đang xuất tinh. Trong ánh sáng xanh, trông nó như màn phun trào hoành tráng. Con cua ẩn dĩ này trông giống như chiếc đèn thần. Ánh sáng xanh làm nổi bật lên những màu sắc dưới đáy biển. Lũ cá sư tử đang đi săn mồi. Chúng dường như chẳng biết sợ là gì. Chúng khá tự tin về nọc độc đang mang trên lưng mình. Chúng thậm chí còn tận dụng ánh sáng từ những chiếc đèn lặn của chúng tôi. Lũ cá không có ý định ngủ đêm. Ánh sáng của ngày mới mang theo cuộc sống đến thành phố San Hô. Mọi vật lại bắt đầu di chuyển và có vẻ khá vất vả đối với bộ giáp nặng nề này. Những người đi bộ di chuyển nhẹ nhàng và yên lặng nhất. Hai mẹ con nhà này thanh lịch và đồng bộ trong từng bước di chuyển. Có kẻ lại chạy hối hả bằng cả 10 chân, con cua nhện này và phải một đàn sao biển. Một cảnh hỗn loạn vào sáng sớm, mạnh ai nấy đi. Như mọi thành phố khác, có cả các kèo mua sắm ở đây.
Cô cá lịch biển này biết mình phải mua gì, cô ta lao đến cửa hàng ưa thích của mình mỗi sáng. Cá đuối đốm xanh cũng vậy, nhưng khu mua sắm chưa mở cửa, nên cô nàng phải chống một bên vây xuống để đợi. Khung cảnh tương tự cũng diễn ra với chi nhánh trên cao. Lũ cá kẽm đang đợi được săn sóc. Và chúng đã đến, tuy sáng nay có hơi muộn. Lũ cá bảng trẻ nhỏ bắt đầu dịch vụ và chúng đang rất đói. Chúng đã sẵn sàng dọn dẹp ký sinh trùng khỏi cơ thể các vị khách của mình. Còn cá đuối cũng đang được phục vụ. Nó thích phần mang của nó được làm sạch. Đây là kiểu kinh doanh trao đổi, một bên được làm sạch và bên kia được ăn. Đàn cá hề có vẻ đang đứng ngoài cuộc vì chúng không thể rời xa đám hải quỳ của chúng. Trường hợp của những vị khách này sẽ được lũ cá dọn dẹp ghé tận nhà. Con rắn biển cũng không muốn rời khỏi ngôi nhà của nó và lũ tôm phải phục vụ nó tận nhà. Cuối cùng cũng đến lượt con cá trình. Nó có rất nhiều thứ giàu dinh dưỡng trên da và trong mang. Bỗng dưng, những kẻ dọn dẹp rời đi. Còn cá bò to lớn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bơi đi. Phiên trị liệu của nó đã bị gián đoạn. Lũ cá dọn dẹp có khách mới, những vị khách chưa từng ghé thăm chúng trước đây và giờ lại được yêu thích hơn cả những khách hàng cũ. Mấu chốt ở đây là những vị khách mới sẽ thích dịch vụ và chúng còn quay lại nữa. Các khách hàng quen thuộc đành phải kiên nhẫn đợi đến khi các vị khách mới được chăm sóc xong. Luật làm ăn ở đây là lũ cá dọn dẹp chỉ làm việc với một khách. Anh chàng này đến đây lần đầu và khá hài lòng với dịch vụ của chúng. Nhiều khi, dịch vụ lại tốt quá mức cần thiết. Còn cá nóc đốm đen nhỏ bé muốn đi dạo để xem xét xung quanh mà không cần dịch vụ dọn dẹp hôm nay. Nó nhanh chóng bơi đi và có thể thấy nó khá khó chịu. Đã đến lúc chúng phải quay lại phục vụ các vị khách quen trước khi họ mất bình tĩnh và một đi không trở lại. Dọn dẹp thật sâu trong mang, nơi bẩn nhất. Một cú chót quanh miệng và lại sạch như mới. Hàm răng đã sạch bong. Giờ thì anh chàng cá trình này có thể đi tìm bạn gái. Cô ấy có vẻ không hứng thú lắm với những anh chàng ghé thăm mình. Chiếc hầm tiếp theo trông không có vẻ khả quan hơn là mấy. Hai vị này đã tìm thấy nhau. Cặp đôi kỳ lạ với người bạn cùng phòng là con cá bò. Trông chúng có vẻ vẫn hòa thuận. Người lạ khó có thể xen ngang đây. Dù sao cũng nên tránh xa con cá bò khổng lồ này. Ở đây có một tình huống khác, phải thật kiên nhẫn. Con cá trình cái không có vẻ là quá miễn cưỡng, nó đang để lộ hàm răng. Đây không hề là dấu hiệu của sự gây hấn mà còn ngược lại. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý hẹn hò. Hai bên đang tìm hiểu nhau, cá trình tương đối dịu dàng với bạn tình của mình.
và thêm bất ngờ khác, chúng đồng ý làm cộng sự trong một nhóm săn mồi. Những nhóm săn mồi như thế này sẽ phải tìm đến nhau trước trong thành phố rộng lớn này. Đây chính là nơi phù hợp cho đôi cá trình. Cặp cá trình hợp tác với bọn cá mú. Chúng cũng không ngại nhau, cá mú săn mồi ở không gian mở, còn cá trình thì bên trong rạn san hô. Cá trình có thể len lỏi vào những kẽ nứt và kẽ hở mà cá mú không thể tiếp cận. Khi kết hợp với nhau, chúng sẽ mạnh hơn. Một con cá mú đói bụng đang cố thuyết phục con cá trình đi săn cùng nó. Con cá mú ra hiệu với con cá trình bằng cách lúc lắc qua lại và rung thân mình của nó. Nhưng vô ích, con cá trình chẳng hiểu gì và vẫn ở yên trong hang. Nó cố gắng thêm lần nữa, có thể con cá trình sẽ phản ứng với hành động của nó và bơi cùng. Nhưng một lần nữa, nó đã không may mắn. Cuối cùng, con cá trình cũng hiểu là con cá mú đang đói. Con cá mú nghiêng đầu và cá trình đồng ý lời mời của nó. Chúng cùng nhau bơi qua rạn san hô. Con cá trình thích bơi len vào giữa lối đi tối, còn con cá mú quyết định sẽ an toàn hơn khi bơi ở lối đi chính của rạn san hô. Đây không phải là chỗ nó cần. Con cá mú mong đợi sẽ gặp một con mồi sợ sệt ở đây. Cá trình thì đang nghỉ ngơi và chờ đợi. Cứ kiểu này sẽ chẳng có gì xảy ra. Một lần nữa, chúng lại phải đi tìm cộng sự khác. Chúng tiếp tục bơi qua rạn san hô và đến chỗ san hô khác. Ở đây cũng không có gì cho chúng. Còn cá trình cũng bắt đầu thấy sốt ruột và chủ động đi săn một mình. Nó khá giỏi trong việc tìm điểm săn mồi. Chúng đã tìm được nơi cần thiết ở rạn san hô tiếp theo. Sau đó mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng. Đàn cá hoảng loạn và cả hai kẻ săn mồi đều được hưởng lợi. Thành phố San Hô là nơi cư ngụ của cả triệu con vật, những nơi ẩn náu và kẽ nứt bảo vệ mọi vật, không đâu bằng nhà mình. Một số lẩn trốn giữa những nhánh san hô sắc nhọn, số khác lại cuộn tròn như quả bóng. Lũ bạch tuộc không có xương nên có thể thay đổi hình dạng tùy ý. Nhà của chúng khá chật hẹp và khiêm tốn về diện tích. Chúng thích sống xa cách với hàng xóm vì không cần thiết phải làm bạn với người khác. Tốt nhất nên có một bức tường đá ở giữa chúng. Có vô số chỗ ẩn náu dưới đại dương, đồng nghĩa với việc có nhiều cách tồn tại cho các loài sinh vật biển. Chúng có thể là những nơi ẩn náu không phải do thiên nhiên tạo ra, như là xác tàu đắm khổng lồ nằm sâu hơn 7 mét này. Con tàu ngầm này đang trên đường thám hiểm biển sâu. Trên đường xuống, nó bắt gặp một tàu chở hàng bị đắm. Đây là một thế giới nhân tạo với vô số ngóc ngách và khe nứt, là nơi ẩn náu cho rất nhiều loài sinh vật biển. Xác chiếc tàu đắm đã nuôi nấng nhiều loài sinh vật biển. Mạn tàu trở thành một bức tường đầy sự sống với san hô và hải miên. Những con cá mặt trăng đi tuần quanh khu vực
với cách di chuyển kỳ lạ. Chúng đang tìm sứa. Nơi nào có dòng biển chảy xiết, những loài ăn lọc đã tìm thấy tổ ấm mới như san hô đá. Chúng ăn những sinh vật phù du tí hon, trôi nổi không ngừng theo dòng biển. Một khối những thứ được tạo thành từ công nghệ của loài người và cả những kết cấu hữu cơ. Thậm chí cả chiếc mỏ neo bằng thép cũng đã mọc một lớp bên ngoài tạo bởi sinh vật sống. Nó cung cấp cho những sinh vật bé nhỏ này một kết cấu rắn chắc để sống bám vào. Chúng cùng sống trong một mái nhà ấm cúng trong thế giới bị đắm này. Kể cả ánh sáng của những chiếc tàu ngầm cũng không làm phiền bất cứ cư dân nào của xác tàu đắm. Cuộc sống mới được hình thành từ kết cục buồn của con tàu đắm, một vòng hồi sinh khéo léo của tự nhiên. Lũ cá trình đang chung sống trong cùng mái nhà, trông chúng có vẻ khá thân thiện với nhau, kể cả khi có một con lịch biển là hàng xóm. Môi trường độc đáo làm từ thép tạo ra nhiều cơ hội khác nhau để các cư dân dưới biển sử dụng. Cả chiếc lưới đánh cá này cũng thành một chỗ ẩn nấp cho con lươn biển. Điểm đến ban đầu của tàu ngầm ở sâu hơn một chút, một thành phố ngầm đẹp như tranh, chứa đầy những kiến trúc bình hai quai cổ. Một con tàu buôn đồ cổ đã từng bị đắm ở đây. Chỉ còn những bình chứa bằng đất sét đã từng chứa rượu Hy Lạp là vẫn còn nhìn rõ được. Giờ đây, chúng là nhà và là nơi trú ẩn của nhiều sinh vật biển. Tương tự với dạng san hô, nơi ẩn náu là không thể thiếu nếu muốn tồn tại dưới này. Chiếc bình cổ có hình dạng rất đặc biệt. Chúng thuôn hơn về phía đáy để có thể dựng thẳng được trong lớp cát trong thân tàu. Chiếc bình và những thứ quý giá bên trong vẫn được bảo toàn trên đường vận chuyển. Tôm hùm gai rất thích những chiếc hàng kiểu như thế này. Lươn biển cũng được thấy an toàn trong đống hỗn độn những bình và mảnh đất sét vỡ. Như thể nó được sinh ra cho chúng và cơ thể dài mảnh của chúng. Thành phố đồ cổ dưới đáy đại dương tạo ra vô vàn cơ hội để quan sát, biến mất và trở nên vô hình. Có thể đó là lý do tại sao thành phố này dường như rất tĩnh lặng và có trật tự, ngay cả khi con lươn biển bơi ngay trên nơi ở của tất cả. Không một ai hoảng loạn vì chúng chỉ cần rút lui từ từ vào trong nhà và thế là an toàn. Con cá tuyết này cũng như vậy. Cơ hội duy nhất của con lươn biển để bắt được con mồi dưới này là ẩn nấp và phục kích. Những con cá thái dương cũng không may mắn lắm khi tìm mồi ở đây với lý do tương tự như lươn biển. Bên kia trái đất, vịnh Spencer ở Nam Úc. Hàng năm, hàng trăm con mực nang tụ họp để kết đôi. Đáy đại dương nhiều đá tạo ra những lỗ hổng và hang lớn để chúng giấu trứng. Những con cái nhỏ hơn những con đực và có vẻ hơi ngại ngùng, xếp hai tay ngay ngắn lại. Con đực ra sức thể hiện bản thân, thu hút những con cái, cũng như con đực khác là đối thủ tiềm năng của nó. Khi tình hình khó khăn hơn, ý kiến hay là ẩn nấp sau một đám mây mực an toàn.
không thành công lắm. Ngược lại, chúng còn phải chạy trốn. Chỉ có con khỏe nhất mới có cơ hội với những con cái. Nó là kẻ thắng cuộc và tán tỉnh những con cái bằng cách đổi màu thành những sọc vui mắt. Con cái đồng ý giao phối với nó và chúng quấn lấy nhau. Con đực đặt túi tinh của nó vào lỗ áo của con cái. Ngay sau đó, con cái rút lui vào một trong những cái hang dưới đáy biển để tránh sự giao phối từ những con đực khác, một dấu hiệu rõ ràng. Con đực đang bảo vệ con cái của nó khỏi những đối thủ khác. Nhưng luôn có những điều không ngờ. Một con đực lén lút khác cố xen vào. Con đực này nhỏ hơn nhiều và đóng giả là một con cái với vẻ đoan trang và ngại ngùng. Tất cả trông có vẻ vẫn ổn trong hang. Con đực đang bận đuổi những đối thủ khác đi khỏi con cái mới của nó. Nhất là khi bây giờ có hai con cái cần nó bảo vệ, nó không thể bị thương. Hai con cái ở ngay dưới nó và bắt đầu ở gần nhau hơn. Một con đực lén lút và một con cái. Chúng giao phối một cách bí mật ngay dưới sự bảo vệ của con đực khỏe mạnh kia. Ngay khi con đực lén lút kia bị phát hiện, nó sẽ bị nguy hiểm. Nhưng nó đã đạt được những gì nó cố gắng là giao phối với con cái này. Bị tấn công sẽ chẳng là gì so với sự vinh quang của thành công. Những chiến lược và mánh khóe thông minh là điều thiết yếu để tồn tại dưới nước và là một phần của cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng là một chuyến lặn vào thế giới kỳ diệu của loài cá mập. Địa điểm ở một bãi cát gần quần đảo Bahamas có sức hút to lớn với cá mập chanh. Hàng trăm con đến đây và không ai biết tại sao. Cao nguyên cát ở giữa biển là nơi rất dễ để các nhà khoa học tiếp cận. Thí nghiệm này sẽ tìm hiểu cách cá mập phản ứng với hình ảnh phản chiếu của chúng. Một tấm gương kim loại được đặt đứng thẳng trên đáy biển. Những con vật bơi về phía nó sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chúng đang tiến lại gần. Vậy lũ cá mập chanh sẽ phản ứng ra sao? Giờ đây những nhà nghiên cứu phải thật vững vàng. Mọi thứ yên lặng đến bất ngờ. Vật thể lạ hầu như bị lờ đi, như thể nó vẫn luôn ở đó. Lũ cá mập bơi qua tấm gương hoặc bên dưới nó. Các nhà khoa học đã mong đợi nhiều hơn thế và lũ cá mập nhanh chóng thấy chán tấm gương. Một số con còn bình tĩnh nằm xuống đáy biển để nghỉ ngơi. Loài duy nhất sợ hãi bởi hành động này là cá giáp mút, loài vật ưa chuyển động liên tục. Chúng nhả con cá mập ra và tìm xem có kẻ nào năng động hơn đi qua nơi này. Như nhảy xe đò, cá mập vậy. Con này cũng không phải là lựa chọn tốt nên chúng lại tiếp tục nhảy qua con khác. Bỗng dưng có điều gì đó xảy ra với tấm gương và buổi chiều yên ả ở bờ biển nhanh chóng thay đổi thành chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Sợi dây buộc với tấm gương bị lỏng và tấm gương rơi ra.
Bất chợt một vài con cá mập lao đến tấm gương đầy hứng thú. Chúng ngửi và chạm vào tấm gương và lại càng phấn khích hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Không nhà khoa học nào có thể lý giải sự thay đổi về hành vi này. Những con vật vài giây trước còn bình tĩnh và tự chủ, giờ hoàn toàn không thể kiểm soát và một cuộc tấn công dữ dội vào tấm gương. Có phải chúng đã nhầm lẫn hình ảnh phản chiếu của mình thành kẻ thù không? Đã đến lúc những thợ lặn phải rời đi vì không còn an toàn nữa. Các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải thích cho những gì đang xảy ra. Việc giao tiếp giữa các sinh vật biển bằng âm thanh hay bằng cử chỉ đều không ngừng cho thấy những cái nhìn mới lạ và thú vị. Chúng ta rất có thể sẽ không bao giờ hoàn toàn hiểu được chúng.